Chào các bạn, hôm nay thì bơm nước lên xới để xạ lại vụ ba nha các bạn. Hôm nay mình giới thiệu cho các bạn một cái này là máy xới mà cải tiến nha các bạn, từ cái máy kéo lúa. Bây giờ người ta gắn chụp ở phía sau, người ta gắn cái dàn xới ở phía sau người ta xới. Thì theo cái nhìn của mình thì cái này nó chạy rất là ok nha các bạn. Một là không có lúng, cái thứ hai là những cái đầu đất, cái những cái gốc nó chạy rất là tốt nha các bạn, không có giống như những cái máy truyền thống của mình chạy đã quá. Rất êm các bạn ơi, không có nhờ. Thường thì những cái máy truyền thống của mình chạy thì những cái gốc đất như vậy nè đó, thì nó sẽ không có mà làm sát, nhưng cái máy này thì chạy nó sát nè đó, nó không bị lúng nữa nha các bạn. Công nhận người ta chế là cũng hay quá. Máy này chạy ok. Nó rất là mạnh nha các bạn, chứ không giống như này nó chạy là cũng ngon hơn cái máy cài và cái máy xới tay của mình nha các bạn. Đó. Qua cua qua gốc đồ là ok nha các bạn. Thường là mấy cái đầu như vậy nè là máy cài của mình nó chạy nó quậy là lúng dữ lắm luôn. Cái này là cái máy kéo nè các bạn, người ta cải tiến lại nha, gắn cái dàn xới. Cái này thì xới đang xạ lại cái này vụ ba nha các bạn. Thì cái này tháng 4 năm nay, nhừng 2 tháng 4 thì ngày tháng 4 thì cỡ khoảng tới tháng 7 thì đã có lúa nữa rồi nha các bạn. Thank you.
ngày hôm qua ông trời ông có mưa một cái đám mưa lớn lắm nha các bạn. Thì sáng sớm á, sáng sớm cũng có mưa, nói lộn chứ không phải là ngày hôm qua, sáng sớm nay. Chắc này thì trời nắng dữ lắm nha các bạn. Xới cái máy này rất là khỏe các bạn ơi, không có cực khổ như là ở kia ngồi chạy. Hết sức khỏe luôn rồi, chế kiểu này quá khỏe. Quá ok luôn. Tới phía xa vậy đó các bạn, chạy nó qua cua qua góc đồ nó hết sức đã chưa, nó không có bị lúng nè các bạn. Mình không phải là dân trong nghề nhưng mà mình nhìn thấy là mình thấy nó có những cái lợi ích gì đó các bạn. Một là nó không có bị lúng, nó không có bị hư đất của mình. Máy cài mà chạy xuống là nó bị lúng, bị hư đó, thậm chí cái máy xới tay nữa. Cái máy này thì nó không có bị lúng, nó không có hư đất của mình, đặc biệt là ngay những cái những chỗ mà cua, thường là bốn góc của cái đất của mình á, thì những cái chỗ đó thì cái máy truyền thống, máy cài với cái máy xới tay truyền thống của mình đó thì nó sẽ bỏ rất là xa, hoặc là nếu mà nó chịu vô nó làm thì nó quằn là banh đất hết trơn, banh những cái đầu đất đó cho bị lúng hết trơn. Lúng thì đợt sau nữa thì máy cắt đồ vô nó lúng, hai nữa là lúng quá thì xạ lúa nó cũng không tốt. Nhưng cái máy này thì nó làm được rất là tốt vậy đó các bạn, nó mạnh nó chạy đi kìa. Chạy nó rất là cực.
cái máy này bây giờ nó cũng không có xới nữa, nhưng mà nó đã chan nha các bạn. Người ta xới rồi nó chan ra, mang cái cây phía sau nó lôi nó chan ra đó. Nên những cái máy xới truyền thống nó vậy đó các bạn, phải đứng ở trên, đứng ở dưới chứ đó, đứng ở dưới nó cực khổ hơn rất là nhiều. Trong khi cái máy mới hồi nãy đó, chế mới hồi nãy đó, các bạn thấy ngồi ở trên lái rất là khỏe. Còn này là mắt chạy kiểu này nè đó. Nó không có ve, không có lui được nha các bạn. Còn máy xới mà cải tiến hồi nãy là nó ve rất là ok, lui rất là ok luôn. Còn này là không có lui được, chỉ chạy tới thôi. Nó quằn là coi như là cũng lúng là banh đất hết nha các bạn. Đây, bên này người ta người ta chạy rất ok không? Khỏe, hết sức khỏe, ngồi ở trên. Ông này ổng ngồi ở trên, ổng gắn wifi, ổng chơi mà game luôn, cũng ok luôn, không có vấn đề gì luôn. Rồi, ngay cả, đây, khỏe, hết sức khỏe. Đây là chạy đua luôn cũng ok, quá sức khỏe luôn. Đây, ông này thì chạy ì ạch, ông phải mang cái dàn máy phía trước vậy đó, rồi ông đứng ông lái bằng tay đó, cực khổ hơn bên kia hết sức không. Tình cờ gặp con gắn nước nè các bạn. Con này con gắn nước nha, nhưng mà nó nhỏ. Lâu dữ lắm rồi mới gặp được con gắn này nha. Con này con gắn nước nha các bạn, nhưng nó còn nhỏ nha các bạn. Lâu lắm rồi mới gặp được con gắn này nè. Chạy ơi, tao không có bắt mày đâu, đi đi. Con này con gắn nước nha các bạn. Rồi mình bắt mình thả nó rồi nha các bạn. Đây, qua miếng mới rồi nha các bạn. Đất này ổng chạy đua luôn, chạy coi nó khỏe rồi kìa. Sung sướng luôn. Tí này ngồi trên gắn wifi là chơi game luôn.
phút một chạc một là cái này nhừ hết trơn luôn. Wow, nó mạnh, nó chạy quá tốt. Cái này ông trời ông nắng dữ lắm đó nha, nắng nha các bạn. Nắng gì mà mình cũng đứng mình quay nè. Các bạn xem mà đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha các bạn. Nắng quá nắng mà mình đứng mình quay nha các bạn ơi. Khoái nữa. Thấy cái máy này nó chạy im nữa. Các bạn xem và đăng ký kênh Nước Ngọt Đồng Bằng ủng hộ mình nha các bạn. Đó, qua gốc đồ quá dễ luôn. Chạy nhanh, hết sức nhanh luôn. Wifi, ui. Cái nó phút đắt rồi các bạn ơi. Đắt nó lên nhừ hết trơn. Cái khâu làm đồng là quan trọng mà. Đó, mà mình quay mình làm mà xới lên như vậy mà là nó đất nó tơi xốp lên là xạ lúa nó sẽ tốt nha các bạn. Và quá trời ông tài xế này ông khỏe. Về tới về lùi ông chạy mấy cái góc quá dễ luôn. Mua một cái quá mấy bạn. Mua rồi chạy chơi hả? Mua rồi chạy quay phim đi làm YouTube nha các bạn. Chạy trên ruộng chơi à. Mới đây là gần xong rồi đó các bạn. Đó, các bạn thấy không? Mấy cái đầu dòng đó coi kìa, nó cũng im gan bằng trang luôn, chứ không có phải như rồi. Rồi thôi mình cũng kết thúc video đây nha các bạn. Chúc các bạn xem clip vui vẻ, các bạn thấy thích thì
cho mình một like nha các bạn, và đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Mình thấy mình cũng thích rồi đó các bạn. Tạm biệt các bạn nha. Các bạn thích đăng ký kênh ủng hộ giúp mình nha các bạn. Tạm biệt các bạn. Chúc các bạn vui vẻ.